Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến hội chợ Vietbuild tháng 3 2021 để cùng xem lại bộ môn của trượt quay Eurotech tiêu chuẩn châu Âu đã được triển lãm ở đây. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày cuối cùng ở gian hàng A1 cạnh gian hàng của Euro Window. Anh em ở các tỉnh khắp miền đất nước, từ Cà Mau cho đến các tỉnh vùng cao cho đến các bạn quốc tế đã đến trải nghiệm, đóng mở và sử dụng. Cho đến ngày hôm nay chúng ta sẽ kiểm nhận xem qua quá trình sử dụng như vậy bộ cửa còn ok không, còn dùng ổn không nhé. Cửa trượt quay Eurotech gồm có hai tác dụng. Một là trượt. Đây, chúng ta trượt. Nếu đi lại thông thường thì chúng ta có thể đi để trượt sang hai bên, cả hai cánh đi rộng hơn. Hai là chức năng quay. Đây là tay lắm mở quay, được thiết kế hiện đại, sang trọng và tinh tế. Chúng ta chỉ vặn tay lắm mở và kéo sang hai bên, dành lại một không gian rộng rãi nhất, thoáng nhất. Bên này cũng vậy, cũng dùng tay lắm thiết kế vặn. Chức năng quay bao giờ tay lắm cũng phải là vặn xuống và mở ra, hiện đại và tinh tế. Cái chức năng quay này dùng tay lắm, chúng ta sẽ nó kết hợp với một cái thanh chuyển động cắm xuống sàn và một cái thoi inox cắm xuống sàn để giữ vững chắc. Đấy, đây. Như vậy là chúng ta không còn rung. Đấy. Bên này cũng vậy. Tôi đóng lại, chỉ cần vặn tay lắm là cửa đã được chốt xuống. Đấy, chắc chắn. Và bây giờ chúng ta sử dụng tiếp chức năng trượt. Cửa trượt quay Eurotech, sự hài lòng của bạn là sứ mệnh của chúng tôi.